Trong đó, diện tích hoa bị ngập chủ yếu là cúc mâm xôi trồng trên đất lúa tập trung nhiều tại xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc. Nguyên nhân là do một số hộ dân ở đây tận dụng đất trống để làm giàn trồng hoa Tết tăng thu nhập, không có đê bao khép kín bảo vệ mỗi khi chiều cường lên cao. Theo người dân, dù đã chủ động trong việc nâng giàn tránh lũ, nhưng do mực nước năm nay ở mức cao khiến diện tích hoa bị ngập lên tới 30-50%. Hoa bị ngập nước sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ, làm cây chậm phát triển. Người dân phải mất nhiều thời gian trong việc xử lý nuôi dưỡng lại bộ rễ. Nếu chăm sóc không đúng kỹ thuật, cây sẽ khó phục hồi và ra hoa không đúng vào dịp Tết.